Bằng việc áp dụng nguyên tắc công khai minh bạch, tất cả vì học sinh thân yêu, thời gian qua một số trường học trên địa bàn huyện Khoái Châu đã triển khai có hiệu quả công tác xã hội hóa, hoàn thiện cơ sở vật chất, đáp ứng yêu cầu của đổi mới giáo dục. Đầu năm học này, bằng sự kết hợp từ nguồn ngân sách và xã hội hóa, trường đã huy động được gần 200 triệu đồng để mua sắm trang thiết bị cho phòng học vi tính. Trong bất kỳ một cái hoạt động xã hội hóa nào của nhà trường thì tất cả các phụ huynh chúng tôi đều được nhà trường phổ biến rất là chi tiết về kế hoạch hoạt động cho các con. Cho nên chúng tôi hoàn toàn rất là yên tâm và tin tưởng về nhà trường và mong muốn là chung tay cùng với nhà trường giúp đỡ để tạo cho các con có một cái môi trường học tập tốt nhất. Phương châm của trường tiểu học Tân Dân là chúng tôi ở đây, phụ huynh ở đây là sẽ vừa hỗ trợ một cách tự nguyện của phụ huynh bằng nhân lực, vật lực cùng chung tay với các thầy các cô để tổ chức cho các con những cái sân chơi rất là ý nghĩa, xây dựng cái môi trường giáo dục càng ngày càng phát triển hơn. Trường Trung học cơ sở Nguyễn Thiện Thuật nổi bật không chỉ bởi kết quả giáo dục luôn ở top đầu các trường trung học cơ sở trong huyện, trong tỉnh, mà còn bởi không gian xanh với vườn hoa, thư viện xanh, sân tập luyện thể thao tạo không gian học tập lý tưởng cho các em học sinh. Toàn bộ công trình đều được nhà trường xây dựng từ nguồn xã hội hóa và thực hiện trong nhiều năm. Dù mỗi lần làm chỉ với số tiền nhỏ từ vài triệu đến vài chục triệu đồng, nhưng đến nay nhà trường đã có một cơ ngơi được thiết kế rất hợp lý, khoa học và ấn tượng. Cũng từ nguồn xã hội hóa, hiện nay phần lớn các phòng học của nhà trường cũng được trang bị khá hiện đại, đáp ứng tốt yêu cầu dạy và học. Trường có cơ sở vật chất rất là tốt và rất là đầu tư, đặc biệt là trang thiết bị kỹ thuật, cho nên là việc học tập của chúng em thuận tiện hơn rất là nhiều. Ngoài ra thì do trường có rất nhiều cây xanh, cây cối thiên nhiên cũng rất là trong lành, chính vì thế cho nên là cũng giúp cho tâm trạng của bọn em trong khi mà học, mỗi tiết học cũng thoải mái hơn. Để xã hội hóa mà có cái hiệu quả cao thì phải được sự tin tưởng của phụ huynh. Mà muốn phụ huynh tin tưởng thì chúng ta phải làm tốt cái việc đó là trên tinh thần tự nguyện, công khai, minh bạch. Khi mà chúng ta cùng đồng lòng, cùng chung một quan điểm, đó là chúng ta đang làm vì các con và để cho nó tốt hơn so với cái hiện tại, thì chúng ta sẽ làm được và làm được dễ dàng thôi. Trong khi ngân sách của nhà nước dành cho giáo dục đang còn nhiều hạn chế, thì nguồn lực xã hội hóa có vai trò rất lớn, tham gia vào việc cải thiện điều kiện cơ sở vật chất, cải tạo môi trường giáo dục của các trường học. Sự công khai, minh bạch và huy động đóng góp theo đúng nghĩa hình thức tự nguyện sẽ nhận được sự đồng thuận của phụ huynh, góp phần tạo nên môi trường học tập tốt nhất cho học sinh.